Liên quan đến vụ lan truyền clip nam sinh trường trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đánh bạn trong lớp, nhà trường đã có quyết định tạm dừng học 2 tuần đối với nam sinh đánh bạn. Đối với học sinh quay clip và đứng xem bị tạm dừng học tại trường 1 tuần. Còn nam sinh bị đánh nghỉ học nhưng vẫn được giáo viên đồng hành để đi đúng chương trình học cùng các bạn. Vụ việc xảy ra tại lớp 9A5 sau khi kết thúc tiết học thứ tư sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, nguyên nhân được cho là do có mâu thuẫn từ việc nhặt được tiền. Theo clip, nam sinh vừa đánh, vừa liên tục chửi thề, bóp cổ và đánh vào đầu nam sinh khác. Thời điểm xảy ra sự việc, không có giám thị và giáo viên nên không thể can ngăn. Đến lúc phát hiện, nhà trường đã yêu cầu hai nam sinh làm bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh đến trường làm việc. Bên đánh bạn đã xin lỗi, đồng ý bồi thường và được sự chấp nhận của bên bị đánh.